Mày muốn gì? Tôi cần nói chuyện với ông Dũng. Đừng bao giờ dính dáng vào việc không phải của mình. Cút! Chú có sao không? Sao mày biết tao ở đây? Dạ, em nhắn tin và gửi định vị cho nó. Chú hy vọng là mày không liên quan gì. Rất hy vọng là như vậy. Mặc dù việc mày đến gặp thằng Đạt là rất tình cờ, và việc mày có sẵn vốn để cấp cho nó lại càng tình cờ hơn. Như vậy thì cháu còn đáng bị nghi ngờ hơn là ông Tứ đây. Cháu sẵn sàng đứng ra để cho chú điều tra. Hy vọng nếu ông Tứ có làm gì sai, mong chú bỏ qua. Nếu như thế thì chú xin lỗi. Nhưng chú không tin thằng này. Và thực ra chú cũng không tin mà. Nhưng chú muốn cho thằng Đạt một cơ hội. Cơ hội à? Cơ hội nó có một thằng bạn sẵn sàng bỏ cả một gia tài ra cho nó mà không có mưu đồ gì. Một cơ hội rất mong manh, rất khó tin, nhưng rất đáng quý. Thằng đàn ông ra ngoài đường ấy thì cần có anh em, nên chú sẽ mạo hiểm một mình. Mày đừng để chú thất vọng. Thằng Hưng cũng cứng hả? Nó cũng có nghề đấy anh ạ. Không phải là dạng tôm tép đâu. Anh có phát hiện ra điều gì bất thường không? Anh cảm thấy thằng Tứ có vẻ nói thật. Xem ra nó không biết gì. Nhưng nếu thế thì kẻ đứng đằng sau lưng thao túng tất cả quả là đáng sợ. Việc bọn nó cầm tiền rồi biến mất hoàn toàn là quá bất thường. Nhất là biến mất ở địa bàn của mình. Vụ lừa này được đấy. Cả năng lực sắp xếp, xóa dấu vết đằng sau cũng quá cao tay. Em nghĩ bọn này nó có tổ chức đấy anh ạ. Chứ không thể nào là một cá nhân được. Đúng. Không những là một tổ chức, mà là một tổ chức đáng gờm. Chỉ có điều một tổ chức như thế mà để đi lừa đảo mấy trăm triệu của thằng Đạt nhà này thì khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà. Có khi chúng muốn giết gà bố cũng được.